Mấy nay mình phải di chuyển liên tục, hôm nay mới rảnh để ngồi nhìn lại khoảng thời gian còn hơn cả một giấc mơ này. Ngày đầu mình đã được đến ở trong một khách sạn với cái view có thể nói là siêu đỉnh. Rồi mình được trải nghiệm cảm giác đến một quán bia tụ tập bạn bè giống như là một fan bản địa. Ngay sau đó, mình đã được đi xem trận đấu giữa Newcastle và Manchester City trải nghiệm cảm giác xem trong phòng VIP và thật vui khi đội bóng của mình cổ vũ đã giành chiến thắng. Ngày hôm sau thì mình đã được đi đến thăm trung tâm tập luyện của câu lạc bộ Newcastle. Mọi thứ thật sự quá hoành tráng và chuyên nghiệp đến từng chi tiết. ngày mà mình mong chờ nhất đó là ngày được gặp huyền thoại Iker Casillas. Gặp bắt tay là đã mừng rồi, vậy mà mình còn được giao lưu và sút bóng vào lưới của huyền thoại. Chưa hết, hôm sau mình còn được anh ấy dẫn đi tham quan sân vận động và xem trận đấu giữa Newcastle và Burnley. Được ăn tối và được cùng ly cùng với huyền thoại hơn cả một giấc mơ. Tiếp theo trong lịch trình, là mình được tập luyện cùng với chuyên gia huấn luyện viên, những bài tập như một cầu thủ ngoại hạng Anh để cải thiện kỹ năng. Và đỉnh điểm nhất đó chính là được đi xem trận đấu Cúp C1 châu Âu, đắm chìm vào không khí của cái giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh cấp câu lạc bộ. Khoảng thời gian này có thể nói là hơn cả một giấc mơ đối với mình, mình chỉ mong nó trôi qua thật chậm để cảm nhận từng chút từng chút một hành trình siêu bóng đá này mình cũng đã làm quen được rất nhiều người bạn mới giúp đỡ mình trong chuyến đi lần này có rất nhiều chi tiết hay nhỏ và thú vị mình chưa thể làm một video gửi đến các bạn được vì vậy mình sẽ cố gắng chia nhỏ nó ra để giúp cho những bạn theo dõi mình biết được rõ ràng và chi tiết hơn cảm ơn những người bạn đã giúp đỡ mình những nhà tài trợ đã mang mình đến đây nỗ lực và cố gắng hơn nữa các bạn nhớ bấm theo dõi kênh của mình để đón xem những video thú vị tiếp theo nha